Hello chú nha. Đây, mua 08 về chân không chân lam nha. Chân lam nó lượng thượng quá. Chưa xài luôn nha, còn nước sơn nha. Germany. Mặt cắt gắn vô máy nè. Hàm rồng là còn đúng 50 cm nha. Etin. Rảnh 1 ly 3 nha. Cái này được cái rảnh 1 ly 3. Năm ngày xưa mà rảnh 1 ly 3 là hơi bị khó. Hơi bị VIP nha. Chưa xài nha. Con này cái lam này chất đời 20 hai lẻ mấy á. Rồi, đó là kệ thứ nhất nha. Kệ thứ hai nè. Chứ cái này trong con 381 thùng á, nhưng mà không chân lam đâu, chân máy thôi. Đây Brazil nha, Brazil 1 ly 3 nha, theo máy 381 nha. Rồi bán luôn nha. Mấy chú ưng cái nào thì alo số điện thoại trên màn hình nha. Lam 381, lam của 028 Super. Cái này thì mấy vô gắn máy lớn được hết nha, 66 rồi được hết.